Quý vị khán giả thân mến, Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế do Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ tổ chức là đại hội điện ảnh của người Việt tại Hoa Kỳ mang tầm cỡ quốc tế. Đây cũng chính là diễn đàn làm phim, nơi mà ủng hộ và quảng bá các tác phẩm nghệ thuật của các đạo diễn người Việt trên khắp nơi trên toàn thế giới. Và ngày hôm nay thì Xuân Quỳnh đang có mặt tại rạp chiếu phim AMC thuộc thành phố Orange để tường trình đến quý vị những hình ảnh của buổi Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế lần thứ 11. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Thưa quý vị khán giả, đứng bên cạnh Xuân Quỳnh đó chính là cô Isa Lê. Cô chính là giám đốc điều hành của VALA, chính là Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ, và cô cũng làm trong ban điều hành của Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế. Thì thưa cô Isa Lê, cô có thể chia sẻ đến với quý vị khán giả là những điểm nổi bật của Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế trong năm nay. Isa xin kính chào quý khán giả, xin chào Xuân Quỳnh. Cũng rất là vui được đón tiếp báo chí cũng như là khán giả đến với Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế lần thứ 11. Mà tên tiếng Anh là Việt Film Fest. Thì năm nay cái điểm đặc biệt của đại hội là có chiếu rất nhiều phim, mà nhiều hơn năm ngoái nhiều lắm. Như năm ngoái chỉ có 30 phim, năm nay thì chúng tôi có 41 phim, trong đó có 11 feature, tức là phim dài, và 30 phim ngắn đến từ rất nhiều nơi trên thế giới, như là từ Anh, từ Đức, từ Pháp, từ Canada, rồi Hoa Kỳ và Việt Nam. Và có những cuốn phim quay ở Thái Lan, rồi quay ở Bồ Đào Nha, rồi nghĩa là rất là nhiều nước trên thế giới. Và điểm đặc biệt nữa là năm nay có những cuốn phim đã từng đoạt rất nhiều giải thưởng quốc tế vừa qua, như là cuốn phim Song Lang sẽ được chiếu vào tối thứ Bảy, đã đoạt trên 25 giải thưởng quốc tế. Và năm nay thì cái thể loại phim cũng rất là đa dạng, và đặc biệt là có những cuốn phim thêm những cuốn phim như là tài liệu, và có cả những cuốn phim thể loại hoạt họa nữa. Thì ra nói chung về những cái dạng phim thì rất là phong phú. Em được biết là năm nay như chị có chia sẻ là có tất cả là nhiều hơn phim của những năm trước tham dự là 41 phim. Thì bắt đầu từ bao nhiêu số phim mình lựa chọn ra được 41 phim thưa chị? Từ 67 phim gửi về thì 3 người tuyển phim đã chọn ra được 67 phim. 3 người tuyển phim gồm có giáo sư Linda Trinh Võ của Đại học UC Irvine, rồi có đạo diễn Phan Gia Nhật Linh là người đã làm cuốn phim Em là bà nội của anh, và có anh Eric Nông là một trong những người mà rất là dành về phim cũng như là viết điểm phim rất nhiều cho Việt Film Fest. Chị thấy là chất lượng những bộ phim Việt của mình bây giờ như thế nào so với những năm trước? Mình rất là lạc quan, là tại vì thấy càng ngày càng khởi sắc. Đặc biệt là có những đạo diễn mà khi mới khởi đầu thì cũng chỉ có một hai phim ngắn, nhưng mà càng về sau họ càng làm chắc tay hơn. Và như là năm nay là cuốn phim đầu tay của đạo diễn Leon Lê là cuốn phim Song Lang, phim đầu tay của anh. Lúc trước thì Leon chỉ có những cuốn phim ngắn và cũng đã được trình chiếu tại Việt Film Fest, mà năm nay thì Leon trở lại với một cuốn phim dài. Ngoài ra thì còn có những đạo diễn đã từng chiếu phim ở Việt Film Fest, như là đạo diễn Charlie Nguyễn với Dòng máu anh hùng của năm 2007, là một loại phim hành động, một loại phim võ thuật. Thì năm nay anh trở lại cũng mở màn Việt Film Fest, nhưng là một phim hài nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Thì đó là những cái nét mà Isa nghĩ là các đạo diễn Việt Nam họ không ngừng tìm tòi và phát triển thêm về những cái khả năng của họ. Xin cảm ơn chị chia sẻ của những cảm ơn những lời chia sẻ của chị Isa Lê, và em cũng mong rằng Đại hội Điện ảnh Việt Nam của mình càng ngày càng thành công hơn nữa. Xin cảm ơn Xuân Quỳnh, xin cảm ơn quý khán giả. Quý vị khán giả thân mến, bên cạnh Xuân Quỳnh đó chính là kịch sĩ Túy Thanh, là người đã từng tham gia một bộ phim mà đã từng là một bộ phim được tham gia đề cử vào năm 2010 tại Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế. Và trở lại lần này thì cô cảm xúc như thế nào khi mà thấy là Đại hội Điện ảnh năm nay có rất là nhiều các đạo diễn trẻ tuổi tham gia? Cô là một cái người diễn viên đã kỳ cựu lâu rồi, cho nên lần nào mà có một cái festival này thì là được cô giám đốc mời. Đây nhờ cái năm nào cũng cho cô một cái bát này đó. Mời năm nào cũng mời hết. Là vì thế này cô đã tham gia cái phim đó được giải nhiều lắm. Rồi xong rồi cô ngoài ra còn đóng kịch nữa. Thành thử ra cô rất là yêu nghề. Mỗi năm mà cô không tới là cô buồn lắm. Cô phải tới. Cô cảm thấy về chất lượng cũng như là số lượng phim tham gia năm nay như thế nào? Cô thấy là bây giờ tất cả những ngành điện ảnh đó, bây giờ giới trẻ lên dễ sợ luôn. Năm nào dù mà thường thường cái phim của cô đóng đó là 1 tiếng 45 phút. Còn những cái phim là short phim là ngắn thôi, 10 phút, 16 phút.
thì họ chỉ dự thôi, may ra thì họ đoạt giải. Cảm ơn cô rất là nhiều và hy vọng là sẽ gặp lại cô trong những năm sau của Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế. Cảm ơn con. Đến bên cạnh Xuân Quỳnh đó chính là đạo diễn Mai Thế Hiệp, đạo diễn của bộ phim sẽ được trình chiếu vào thứ Bảy ngày mai, với bộ phim mang tên đó là Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa. Và Xuân Quỳnh biết là đây không phải là lần đầu tiên mà anh đến tham dự Đại hội Điện ảnh, phải không ạ? Anh có thể chia sẻ là suy nghĩ của anh khi mà trở lại lần này so với những lần trước thì anh cảm thấy có gì đặc biệt hơn? Trước hết thì cho Hiệp xin chào quý khán thính giả của Little Sài Gòn TV, chào Xuân Quỳnh. Thì Việt Film Fest là một cái cơ hội để các anh em làm phim ở trên khắp thế giới gặp nhau. Thì đây không phải là lần đầu tiên Hiệp tham gia, nhưng mà đây là lần đầu tiên Hiệp tham gia với tư cách là một người đạo diễn. Những lần trước mình tham gia thì với tư cách là diễn viên. Đó, thì lần này thì Hiệp đến với Việt Film Fest với bộ phim Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa. Thì phim sẽ được chiếu vào lúc 1 giờ ngày thứ Bảy. Thì hy vọng rằng khán thính giả của Little Sài Gòn TV sẽ đến xem và ủng hộ Mai Thế Hiệp cũng như là ekip đoàn phim. Em được biết là bộ phim của mình được quay ở Việt Nam, thì anh có gặp khó khăn gì trong khâu lựa chọn cũng như là quay phim tại Việt Nam không ạ? Thì không em, tại vì cái bối cảnh xảy ra là ở Việt Nam, cho nên rằng là mình quay ở Việt Nam thì nó sẽ rất là phù hợp. Và anh thấy là những dàn diễn viên cũng như là em thấy là lớp diễn viên bây giờ càng ngày càng trẻ hơn, thì anh thấy khả năng diễn xuất của diễn viên mới như thế nào? Thật sự thì đối với phim điện ảnh thì không thể nói là diễn viên trẻ hơn hay là già hơn, tại vì diễn viên phải hợp độ tuổi. Thì mọi người, các bạn diễn viên có nhiều cơ hội hơn để như là diễn xuất, thì để rèn luyện, thì khi mà họ có nhiều cơ hội hơn thì họ diễn xuất càng tốt hơn. Thì nếu như là em xem bộ phim thì em sẽ thấy rằng là em cảm nhận cái cảm nhận của khán giả như thế nào khi mà xem cái bộ phim đó. Cảm ơn anh rất là nhiều và hy vọng rằng với bộ phim được trình chiếu vào thứ Bảy ngày mai, với Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa sẽ được sự ủng hộ của rất là nhiều khán giả. Thưa quý vị khán giả, có thể nói là diễn viên Kim Xuân là một diễn viên mà rất là quen thuộc với quý vị khán giả truyền hình. Và ngày hôm nay thì Xuân Quỳnh rất là hân hạnh được gặp gỡ diễn viên Kim Xuân tại Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế năm nay. Xin chào cô. Xin chào Xuân Quỳnh. Dạ. Chào quý khán giả. Không biết là trong Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế lần này thì cô đã tham dự với bộ phim nào thưa cô? Trong phim Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa. Phim này thì nó nằm trong cái dòng được tuyển chọn vào, và may mắn là Kim Xuân lại nằm trong cái hạng mục là tranh đề cử của nữ diễn viên xuất sắc. Rất là vui tại vì lần đầu tiên được tham gia mà lại lần đầu tiên cũng được đề cử. Đây là một bộ phim tình cảm gia đình rất là thương, và hy vọng là khán giả sẽ đến và đón xem. Cô có chia sẻ đây là lần đầu tiên mà mình tham dự Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế tại Hoa Kỳ. Thì cô cảm thấy là những cái bộ phim, số lượng phim tham gia cũng như nội dung phim năm nay như thế nào, và cảm xúc của cô như thế nào khi mà đến với một cái Đại hội Điện ảnh tại Hoa Kỳ? Cũng có cái may mắn là tất cả những phim Việt mà tham gia đợt này là những phim mà Xuân đã xem ở Việt Nam rồi. Và lại thêm một cái vui là phim Người Bất Tử của Victor Vũ thì Xuân cũng đóng vai khách mời. Thật ra kiểu như là mình có mặt trong hai bộ phim, nhưng mà riêng cái Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa thì lời Xuân là rất mong những gia đình Việt sẽ đến xem và sẽ thấy đó là ấm áp tình gia đình trong đó. Thưa cô Xuân Xuân, là cô có biết là bộ phim của mình sẽ được trình chiếu trong ngày nào tại Đại hội Điện ảnh không thưa cô? Vào ngày thứ Bảy 12 tháng 10 và vào khung giờ là 13 giờ. Hy vọng là mọi người sẽ đến xem Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa và sẽ ủng hộ phim Việt, đặc biệt là những cái phim về tâm lý xã hội. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn Xuân Quỳnh và rất vui khi được nói chuyện với mọi người. Thưa quý vị, một diễn viên rất là trẻ và cũng chính là một trong những người đóng vai chính trong bộ phim Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa. Và xin chào anh Khắc Minh. Anh tên gì quên. Xuân Quỳnh. Chào Xuân Quỳnh, chào quý vị khán giả. Anh ơi, em được biết là đây cũng là lần đầu tiên anh tham dự một bộ phim điện ảnh mang tên Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa. Bộ phim cũng có mặt trong Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế lần này. Thì có phải đây là lần đầu tiên anh đến với Hoa Kỳ không ạ? Đúng rồi, đây là lần đầu tiên mình tới với Hoa Kỳ và cũng là lần đầu tiên mình tới Việt Phép Phim. Suy nghĩ của anh như thế nào khi mà lần đầu tiên mà mình thấy là có rất là nhiều những cái bộ phim gốc Việt từ khắp nơi trên thế giới? Mình cũng có tìm hiểu thông tin về việc phép phim thì thấy là đây là một cái đại hội điện ảnh rất là uy tín, đã có rất là nhiều năm và quy tụ rất là nhiều phim Việt tốt, tử tế.
và rất là vui và hạnh phúc khi mà phim có Minh Đóng thì được được tham dự năm nay, và khi mà được gửi thư mời về thì cũng rất là hạnh phúc, vì bởi vì là đây cũng là lần đầu tiên Minh tới Mỹ luôn, nó kết hợp rất là nhiều lần đầu tiên, và hy vọng là Có Căn Nhà Nằm Ngay Nắng Mưa sẽ để làm dấu ấn gì đó cho khán giả Việt tại Mỹ. À, như anh chia sẻ là anh là lần đầu tiên tham dự một bộ phim điện ảnh, nhưng mà trước đó mình cũng đã tham gia rất là nhiều cái bộ phim truyền hình khác, thì anh có nghĩ là trong tương lai mình sẽ trở thành một đạo diễn không? Cái này mình chưa nghĩ tới thật sự, tại vì là mình ngoài diễn viên mình còn là ca sĩ nữa. Ở trong phim Có Căn Nhà Nằm Ngay Nắng Mưa này có khoảng 2 bài hát mình thể hiện trong đó luôn, thì chưa có nghĩ đến cái việc là mình sẽ trở thành đạo diễn, nhưng mà về lâu về dài chắc sẽ nghĩ đến, tại vì là ai cũng sẽ có một khoảng thời gian nhất định thôi, mình hết trẻ rồi thì mình phải chuyển qua làm đạo diễn thôi. Xin chúc anh rất là nhiều thành công hơn nữa trong tương lai của mình. Cảm ơn mình rất nhiều, cảm ơn quý vị. Vừa rồi là những hình ảnh về Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế lần thứ 11 được diễn ra tại rạp chiếu phim AMC The Block, và Xuân Quỳnh hy vọng rằng Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế trong những năm sau sẽ càng ngày càng thành công hơn nữa. Và như đã chia sẻ thì Đại hội Điện ảnh năm nay sẽ có những cái buổi chiếu phim diễn ra trong vòng 3 ngày, từ ngày 11 cho đến ngày 13 tháng 10. Và Xuân Quỳnh hy vọng quý vị sẽ tham gia và đến ủng hộ những cái bộ phim của đạo diễn gốc Việt của chúng ta. Xuân Quỳnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình của Đài Truyền hình Lý Đô Sài Gòn TV lần sau.